Trước khi vào bài học thì lại thấy có một thắc mắc gửi đến đây hỏi rằng: xin cha giải thích cho là Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái mà tại sao hội thánh lại đặt ở Roma? Sao không ở Do Thái? Đúng là Chúa Giêsu sinh ra trên đất Do Thái. Và lúc bấy giờ đế quốc hùng mạnh nhất là đế quốc Roma, và cả quê hương của Chúa Giêsu là Do Thái cũng bị đặt dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Cho nên không chỉ có vua Do Thái là Herode mà còn có ai nữa? Có tổng trấn Roma cai trị Do Thái. Như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Thiên Kính đó, Chúa Giêsu chết đó, là dưới thời tổng trấn Philato, tổng trấn Roma. Cho nên Do Thái ở dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Và khi Chúa Giêsu về trời rồi thì các môn đệ của Người vâng theo mệnh lệnh Người để lại: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Thành thử các môn đệ Chúa Giêsu đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Và các ngài đi đến trung tâm của đế quốc Roma là Roma. Và cũng chính ở đó mà hai thánh tông đồ lớn của chúng ta bị bắt và bị giết chết là vị nào vậy? Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Cho nên cái đền Thánh Phêrô ngày nay, trước đó là một quảng trường và bên cạnh là nhà của Đức Giáo Hoàng. Cái đền Thánh Phêrô ấy được xây dựng trên mộ của Thánh Tông Đồ Phêrô. Và có đền thờ của Thánh Phaolô ngoại thành. Thế thì khi các giám mục cứ 5 năm một lần đi sang Roma và yết kiến Đức Thánh Cha thì người ta gọi là Ad Limina, đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Để làm cái gì? Để ý thức lại cái dây chuyền hiệp thông từ thời các tông đồ cho đến các giám mục ngày nay. Giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ để phục vụ hội thánh của Chúa. Như vậy là chúng ta hiểu tại sao mà đạt ở Roma rồi. Sau đây là chủ đề thứ hai và có lẽ hấp dẫn hơn, đó là tình yêu lứa đôi. Chúng con xin kính mời Đức Cha. Bây giờ Đức Cha sẽ hỏi các bạn, rồi chắc là câu thứ hai này Đức Cha sẽ nhờ các bạn trả lời. Ai trả lời sẽ được phần quà. Các bạn có biết sao mà cha xứ Sóng Thuốc nói vậy không? Bởi vì hỏi cái gì chứ hỏi tình yêu lứa đôi thì giám mục biết cái gì đâu. Phải không? Thế bây giờ các bạn muốn đặt câu hỏi gì? À đây có một bạn giơ tay đây này. Mời bạn lên. Kính thưa Đức Cha, giới trẻ không, chúng con thì phụ nữ phá thai và quan hệ nam nữ là bất chính, là không đúng, là đúng. Này các bạn này, chắc là người bạn nữ của chúng ta phải nói giữa một công chúng đông đảo như thế này, cho nên cũng không bình tĩnh lắm, mình vỗ tay hỗ trợ. Chắc là bạn vừa có ý nói là bạn là người trẻ công giáo thì bạn cũng biết là phá thai nè, quan hệ nam nữ bất chính nè là không đúng, phải không? Dạ. Rồi, ta tiếp tục rồi. Nhưng mà tại vì Đức Chúa thì cũng hơi, tức là Đức Chúa còn hơi khắt khe, và Đức Chúa hơi
hơi khắt khe và họ thở một cái là họ đem ra điều răn thứ 6. Thì con xin đức cha là con xin đức cha là giải thích cho chúng con câu hỏi đó. Xin hết. Rồi, cảm ơn bạn. Để các bạn nắm vấn đề thì tôi lặp lại câu hỏi của người bạn chúng ta này. Bạn nói rằng là bạn là người trẻ công giáo thì bạn cũng biết những cái chuyện như là phá thai hay là quan hệ nam nữ bất chính á, là nó không tốt. Nhưng mà một đằng khác á, thì bạn nói là sao mà thấy luật Chúa với luật giáo hội khắt khe quá. Cứ hơi một tí thì bảo là tội, cứ hơi một tí thì bảo là phạm điều răn thứ 6. Thế thì tới cỡ nào thì là tội? Lúc nãy chúng ta có một bạn trẻ ở đây giơ tay muốn phát biểu. Thế bạn có muốn góp ý gì ở đây không? Dạ thưa tổng trọng kính đức cha, trong cái vấn đề này con không có ý kiến tại vì con chưa có kinh nghiệm trải qua, nhưng mà con muốn... Đây vẫn còn là các thánh đồng trinh. Để né tránh được cái vấn đề hồi nãy bạn kia hỏi thì con có một ý kiến xin hỏi đức cha, đó là trong cái xã hội ngày nay thì tất cả những cái bạn trẻ trong cái thánh đường này là nói chung là đều tới tuổi yêu hết. Thì con xin cha cho chúng con một lời khuyên, đó là yêu như thế nào là tốt, là đẹp lòng Chúa. Bạn hỏi là yêu như thế nào là tốt, là đẹp lòng Chúa, mà lại đi hỏi cái ông chưa yêu bao giờ. Bạn nào có ý kiến nữa không? Mời mời các bạn có thể trả lời thắc mắc vừa rồi đấy. Ai trả lời rồi bạn này? Thưa cha, trọng kính đức cha, con nghĩ rằng chúng ta yêu thật sự bằng cả con tim, cả tấm lòng của mình đối với người yêu của mình và trân trọng người yêu của mình trong khoảng cách có giới hạn, thì đó là tình yêu đẹp lòng Chúa nhất. Và tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, ta chấp nhận sự hy sinh, đó là tình yêu và đẹp ý Chúa nhất. Vỗ tay đó. Bạn nào trả lời nữa nào lại lên cho tay. Thưa cha, là thưa đức cha, con muốn nói ý của cái chị kia á, tức là khi mà lớn lên á, tâm sinh lý con người thì nghĩ đến mấy cái chuyện yêu đương hay là này nọ là chuyện bình thường. Nhưng mà ví dụ như là mình có những cái tư tưởng là hơi xấu xa hay là bậy bạ một chút, nhưng mà lúc đó mình nghĩ đến đó là tội lỗi và mình dừng lại ngay lúc đó thì mình sẽ không bị tội. Nói là luật giáo hội mình là khắt khe thì con thấy không có đúng. Cái chuyện mà không được quan hệ trước hôn nhân với lại nạn phá thai là một chuyện sai thật sự, cho nên con nghĩ cái đó là đúng, cho nên không, con cảm thấy nó không khắt khe. Nhưng mà suy nghĩ của mình hay là mình lớn lên mình yêu đương thì mình cũng sẽ nghĩ đến những chuyện bậy bạ đó, nhưng mà mình biết dừng lại thì sẽ không tội, với lại Chúa sẽ không phạt. Đó là ý của con. Còn câu hỏi của con mà muốn hỏi đức cha á, là theo giáo hội mình á, thì cấm, tức là khi mà cưới nhau hay hôn nhân gì á, thì mục đích của những lần quan hệ là sinh con và duy trì nòi giống. Nhưng mà nếu mỗi lần mà làm chuyện đó rồi sinh con thì sẽ rất là nhiều con. Mà theo luật của mình nó thì chỉ có tránh bằng cách là theo chu kỳ. Nhưng mà cái trường hợp đó thì xảy ra rất là hiếm, tức là cái dính nhiều hơn là không dính. Mà con thấy là hầu hết là người ta sử dụng bao cao su nhiều. Nhưng mà theo hình như theo luật mình thì sử dụng bao cao su hay là tất cả các biện pháp phòng ngừa như uống thuốc ngừa thai này nọ đều là tội hết.
Mà như vậy thì ân nghĩ cả trăm cặp vợ chồng thì người ta đều phạm tội hết. Cho nên ý con hỏi là ngoài cái chuyện tránh thai bằng chu kỳ ra thì còn có những cách tránh thai nào mà được giáo hội cho phép? Dạ, cho con hỏi một chuyện nữa là với lại ví dụ như là vợ chồng mà quan hệ với nhau dùng bao cao su thì có tội, và những tội đó khi mà xưng tội thì có phải xưng ra không cha? Hơi hóc búa dành cho Đức Cha đấy. Bạn có những câu hỏi rất là độc đáo, và bạn đã nói ngay từ đầu bạn không phải là sơ. Và các sơ nghe câu hỏi này, xin các sơ bịt tay này và nghe tay kia. Có món quà gửi bạn. À, cảm ơn con. Sao thế bây giờ các bạn tham gia ý kiến trả lời đi. Dạ, con kính chào Đức Cha và kính chào toàn thể các bạn trẻ. Thì hôm nay con tới tham gia cái ngày hội giới trẻ thì đối với con là con không còn trẻ lắm. Và theo như cái bạn bên kia nói về cái vấn đề là con muốn theo cái ý riêng của con, mà theo cái sự hiểu biết của con á, thì cái chuyện mà vợ chồng hay là bất cứ cái trường hợp tránh thai nào mà không được giáo hội công nhận á, thì cũng là tội. Nhưng mà tội còn nằm ở cái ý thức của con người ta nữa. Và cái lằn ranh giữa tội và không tội nó rất là mỏng manh. Đó là điều thứ nhất, và mình phải nhận thức được cái hành động của mình làm, và mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, có bạn đã hỏi nữa là bây giờ mỗi lần vợ chồng quan hệ với nhau mà không có biện pháp tránh thai thì sinh con nhiều quá thì nuôi không nổi. Thì ở đây theo con được biết thì cái chu kỳ của người phụ nữ chỉ có khoảng từ trong vòng 7 ngày thì nó mới có thể là cái khả năng thụ thai nó có. Thì vậy còn hai, cho là 7 ngày thì sẽ còn 21 ngày các bạn tha hồ. Đầy kinh nghiệm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là câu trả lời của người đã có kinh nghiệm. Tôi còn thấy nhiều bạn giơ tay lắm. Xem ra đề tài này có vẻ hấp dẫn nhỉ. Yeah. Đấy, có nhiều bạn giơ tay lắm. Hình như đây trước nhường nhá, hơi nhường nhá. Con thưa cha và thưa tất cả các giới trẻ. Dạ, thì như bạn gái ở dưới kia con nói thì quan hệ tình dục thì về cái vấn đề đấy thì nó hơi bị tế nhị với lứa tuổi của chúng con. Nhưng mà giờ xã hội phát triển thì cái việc đấy cũng không còn tế nhị nữa. Nhưng mà các bạn có nghĩ đến hậu quả khi mà quan hệ tình dục thì nó sẽ dẫn đến như thế nào, mà nạo phá thai dẫn đến như thế nào? Chúng ta có ngờ đến mà ngày sau chúng ta không còn có con nữa được không? Không còn có con nữa, đó là hậu quả của nó. Mà khi mà chúng ta mà quan hệ tình dục thì ở mới dưới tuổi quá trẻ này thì chúng ta không nên. Tại vì chúng ta đã được học qua trường lớp và được học qua cách tránh và các biện pháp. Thì theo con ở tầm lứa tuổi này thì con nghĩ là không nên quan hệ tình dục trước lứa tuổi. Và con nghĩ là khi kết hôn thì mới nên quan hệ. Dạ vâng, quan hệ hay ạ. Cảm ơn tấm lòng của bạn nha. Bây giờ còn thấy ít nhất trước mặt thôi là có hai bạn giơ tay này, một bạn nam bạn nữ. Vì chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên chúng ta sẽ để hai bạn đây phát biểu và sau đó tôi chia sẻ thêm. Bằng lòng không? Dạ thưa cha, là trong con hỏi vấn đề trong Kinh Thánh đó cha. Là trong Corinto, Thánh Phaolô nói rằng khi một người nam và một người nữ yêu nhau thì họ nghĩ rằng chuyện thường tình sẽ xảy ra thì họ cứ quan hệ theo ý họ muốn và họ nghĩ rằng họ không có tội. Còn những người nào tự chủ được thì họ nghĩ rằng đấy là một điều tốt. Vậy theo ý nghĩa câu đấy là gì hả cha? Thánh Phaolô á hả? Dạ. Bây giờ phải xem Thánh Phaolô có nói cái đấy không đã. Dạ có ạ.
Cô-rinh-tô chương 1 Cô-rinh-tô chương 7 câu 36 và 37 ạ. Người bạn của chúng ta đọc Thánh Kinh rất là tốt, nhưng mà đôi khi con phải đặt cái câu Kinh Thánh đó vào trong văn mạch của nó để hiểu một cách toàn bộ hơn nhé. Rất cảm ơn câu hỏi con đặt ra. Có thể tiện lúc nào đó cha sẽ sẵn sàng giúp cho để hiểu cái câu Thánh Kinh đó. Cảm ơn cha. Rồi xin mời. Dạ con xin Chúa chúc lành cho Đức Cha, xin Chúa chúc lành cho các bạn trẻ. Dạ. Con thưa Đức Cha là theo trào lưu ngày nay thì đời sống hôn nhân thì nhất là các bạn trẻ thì cái model bây giờ thì con thấy cả công giáo lẫn không công giáo thì các bạn có một cái hình thức là sống thử, tức là quan hệ giống như là quan hệ trước hôn nhân. Mà trong khi đó nãy á, người bạn của con cũng có nói ở trong một Cô-rinh-tô cũng có nói là như vậy. Thì con cũng thắc mắc là con không hiểu là cái đời sống như vậy mà có người có trường hợp là khi sau khi trong một thời gian sống thử thì người ta dẫn đến hôn nhân thì điều đó có tội hay không? Còn nếu trong thời gian sống thử rồi người ta chia tay thì điều đó có tội hay không ạ? Con xin hết ạ. Một món quà nhỏ chia sẻ với nhau. Tôi biết các bạn có thể còn nhiều ý kiến nữa, và điều đó chứng tỏ là cuộc trao đổi của chúng ta hết sức tốt đẹp, bởi vì các bạn muốn tham gia ý kiến. Nhưng vì thời giờ của mình không có nhiều, còn có nhiều sinh hoạt khác trong buổi gặp gỡ hôm nay, cho nên tôi chia sẻ lại với các bạn một chút thế này. Nghe những câu hỏi các bạn đặt và nghe ý kiến của các bạn góp vào, tôi nghĩ rằng có lẽ cái điều mà chúng ta cần đó là mình phải nhìn lại xem Kitô giáo, công giáo của mình có một tầm nhìn như thế nào về tính dục. Mình nói là khắt khe hay là bảo được, không khắt khe, hay là mình thắc mắc thế nào là tội, thế nào là không tội. Nó phát xuất từ cái chỗ này. Cái tầm nhìn của giáo hội công giáo về tính dục ra làm sao? Thế nếu mà dựa vào Thánh Kinh đó, thì các bạn sẽ thấy tính dục là một cái gì đó thật đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Cái quan hệ nam nữ là một quà tặng tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta. Chứ ở tự nó không phải là tội. Không phải là tội. Các bạn nhớ lại ông Adam và bà Eva coi. Chúa dựng nên ai trước nhỉ? Adam trước. Và Chúa dựng nên cả thế giới vũ trụ này cho Adam. Vậy mà ông ấy vẫn buồn. Mãi cho đến khi mà Chúa dựng nên bà Eva bằng cách là lấy xương sườn của Adam rồi đắp thịt vào làm nên người đàn bà. Adam thức dậy thấy có người phụ nữ thì mới reo lên: đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Anh ấy hạnh phúc quá sức, vui mừng quá sức. Cho nên quan hệ nam nữ là một quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chỉ có điều cái quan hệ nam nữ hiểu theo nghĩa chuyện tình dục á, chuyện ăn ở với nhau đó, nó phải nằm trong mối tương quan với tình yêu. Với tình yêu. Để cho dễ hiểu, bây giờ các bạn quan sát thử coi. Một đôi vợ chồng trẻ đã chính thức kết hôn với nhau ở nhà thờ cũng như ngoài xã hội. Và đương nhiên họ sống chung, họ ăn ở với nhau. Một trường hợp khác,
Một anh thanh niên đi ra ngoài đường. Bây giờ buổi tối ở Sài Gòn này có những phụ nữ đứng sẵn ở gốc cây. Người ta gọi là người Việt gốc cây. Thế rồi anh ấy đến với một cô và anh ấy ăn bánh trả tiền. Vậy thì bây giờ giữa hai trường hợp, thì anh thanh niên với một cô gái đứng đường và một cặp vợ chồng, họ cùng có một hành động giống như nhau, đúng không? Nhưng mà hai bên có giống nhau không? Không giống. Thế nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ nào? Cảm ơn các bạn. Có mấy bạn giơ tay trả lời và tôi nghĩ là sẽ hay lắm. Tôi đặt câu hỏi và lập tức các bạn trả lời là nó giống nhau và đồng thời nó khác nhau. Đấy. Và khi các bạn trả lời như thế là các bạn đã thấy ý nghĩa và giá trị đích thực của tính dục. Và bắt đầu thấy được cái cách nhìn của giáo hội công giáo chúng ta về vấn đề này. Thế bây giờ ta đi từng bước một này. Bắt đầu vào tuổi mới lớn, 13, 14, 15 là cơ thể của chúng ta đã thấy có những khác biệt, phải không? Có những phát triển về mặt sinh lý. Và vào cái tuổi này đó, có khi vì tò mò thôi, cho nên bắt đầu có thể có những hành động người ta gọi là thủ dâm hay là tự dâm, tự mình thỏa mãn cho mình. Thế thì trong cái hành động tự dâm đó là mỗi một bạn trẻ chỉ đi tìm thỏa mãn cho cá nhân mình thôi, cho bản thân mình thôi. Thế bây giờ cái anh bạn trẻ đó lớn lên 18, 19, 20 tuổi hay là hơn nữa, anh ấy rơi vào cái tình trạng của anh thanh niên lúc nãy đó. Anh ấy gặp một cô gái đứng đường rồi anh ấy ăn bánh trả tiền. Thế thì lúc đấy cái hành động của anh ta không chỉ là ở bản thân mình mà thôi, nhưng mà có quan hệ với một người nữ, một người khác, chứ không phải chỉ có ở mình. Thế nhưng mà khi anh ta quan hệ với người phụ nữ đó thì anh ta nhắm mục đích gì? Vẫn chỉ là thỏa mãn bản thân mình thôi, thỏa mãn bản năng tính dục của mình thôi. Cho nên người ta gọi cái hành động đó đó là tự dâm trên thân xác phụ nữ. Anh không chỉ có một mình, anh ăn ở với một người phụ nữ, nhưng mà mục đích cuối cùng chỉ là để thỏa mãn cái bản thân của anh. Anh chả cần biết người phụ nữ đó là ai. Anh coi người ta, xin lỗi, như một con vật. Tôi trả 100 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, nhưng mà không phải là con người. Còn bây giờ đến một giai đoạn khác, một người thanh niên lớn lên bắt gặp một người nữ mà mình thấy rung động, yêu thương hết sức, và hai người đều yêu nhau tha thiết. Và sau một thời gian dài tìm hiểu, họ quyết định kết hôn với nhau. Và khi họ quyết định kết hôn với nhau đó, thì họ như muốn nói với nhau rằng em là duy nhất đối với anh, và anh là duy nhất đối với em. Thế thì khi mà họ kết hôn với nhau rồi, thì cái việc họ ăn ở với nhau, nó không chỉ là để thỏa mãn cái xác thịt cá nhân của mình, mà việc ăn ở ấy trở thành ngôn ngữ của tình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu, tiếng nói của tình yêu, cách diễn tả của tình yêu, nó đẹp,
nó đẹp như Adam và Eva thuở ban đầu vậy. Nó cũng là một hành động ăn ở, người nam, người nữ, nhưng mà nó hoàn toàn khác cái hành động của anh thanh niên với cô gái đứng đường. Các bạn thấy không? Thế cho nên trong cái tầm nhìn của giáo hội Công giáo chúng ta, tính dục là một quà tặng tuyệt vời. Nhưng quà tặng ấy chỉ tuyệt vời trong mối tương quan với tình yêu. Khi các bạn có một tầm nhìn như thế, các bạn sẽ thấy tại sao giáo hội khuyên chúng ta không có ăn ở với nhau trước khi kết hôn. Bởi vì cái tình yêu ở đây đó là tình yêu chính thức, tình yêu gắn bó chung thủy. Chứ ăn ở với nhau vài tháng xong rồi không hấp dẫn nữa, anh ấy bảo thôi tôi lấy cô khác, thế thì còn ra làm sao. Và lúc nãy có một bạn gái ở dưới mà lúc đầu tưởng là sơ đó, bạn có nói là mục đích của hôn nhân Công giáo hai vợ chồng lấy nhau là để sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống. Bạn nói vậy mới đúng có 50%. Thế giờ tôi hỏi các bạn, cái trường hợp của những đôi vợ chồng mà lỡ người ta hiếm muộn, người ta không sinh con được, thế người ta có được ăn ở với nhau không? Được không? Hay là đi tu giống cha xứ? Cho nên mới có 50% thôi. Người nam, người nữ kết hôn với nhau có hai mục đích. Là để yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Và khi yêu thương như vậy thì sinh sản con cái. Cho nên đứa con nó không phải là sản phẩm của sự thỏa mãn xác thịt. Một lúc nào đó hứng lên rồi đòi hỏi thỏa mãn, rồi lỡ sinh ra cái thằng nhỏ này, như thế thì buồn lắm. Nhưng mà đứa con đó, nó là hoa trái của tình yêu. Khi đó nó vừa mới sinh ra, nó chưa biết nói, nhưng nó đã cảm nhận được rằng tôi là người được yêu thương. Và nó lớn lên trong tình yêu. Nhờ lớn lên trong tình yêu, nó mới phát triển một cách trọn vẹn được. Thế cho nên nghe các bạn đặt câu hỏi, nghe các bạn chia sẻ ý kiến, tôi nghĩ rằng vấn đề then chốt là làm sao chúng ta có đúng cái tầm nhìn Công giáo về tính dục. Và lúc đấy ta sẽ hiểu cái vấn đề nó không phải ở cái chỗ là giáo hội khắt khe hay là không khắt khe, nhưng là giáo hội muốn đồng hành với mình để giúp mình sống cái quà tặng mà Chúa ban, tức là tình dục đó, trong tương quan với tình yêu một cách tốt đẹp nhất, một cách trọn vẹn, và giúp cho con người của mình và gia đình của mình mai sau phát triển đích thực. Đấy là một vài tâm tình chia sẻ với các bạn. Thế bây giờ thì mình đi vào bài thôi. Thế các anh chị nhớ lại trong những tuần trước mình đã tìm hiểu những gì. Tôi đi từng bước một. Bài thứ nhất là tôi tin. Thế nào là tin? Kế đó bài thứ hai. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Tin mà tin cái gì mới được chứ? Tin vào ai mới được chứ? Tôi tin kính một Thiên Chúa. Thiên Chúa duy nhất. Nhưng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ chúng ta đi đến bài thứ ba. Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng. Trong kinh Tin Kính của các thánh tông đồ, kinh Tin Kính mà vắn tắt chúng ta vẫn đọc đó, thì tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng.
Chính tin kính của công đồng Nice, Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cho nên ở đây có hai mục mà chúng ta từ từ tìm hiểu. Thứ nhất, Thiên Chúa là Cha. Và thứ hai, Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Bây giờ trước hết nói đến Thiên Chúa là Cha, tôi mời các anh chị lấy sách Thánh. Các anh chị lấy sách Tiên tri Ô-dê. Tiên tri Ô-dê chương 11. Chúng ta cùng đọc với nhau từ câu 1 cho đến câu 4. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về, nhưng ta càng gọi chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các ba an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Cảm ơn các anh chị. Ở trong đoạn văn này của tiên tri Hô-dê, chúng ta không thấy từ Cha, không có. Nhưng mà qua những động từ yêu thương, gọi về, chữa lành, nựng trẻ thơ, áp vào má, đút cho nó ăn. Đấy, qua những cái động từ đó, mình thấy cái hình ảnh của người cha. Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài như cha yêu thương con. Và ở trong đoạn văn này, câu thứ nhất đó, chúng ta đang sống ở trong mùa Giáng sinh, có để ý cái câu từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Để ý câu đó không? Cái câu này khi đến thời Tân Ước đó, các thánh sử sẽ áp dụng cho sự kiện gì? Cho sự kiện Đức Mẹ với Thánh Giuse đem con chạy trốn sang Ai Cập, và sau đó thiên thần báo mộng cho Giuse, thì Giuse lại đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu về. Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Thế đây là một trong nhiều đoạn văn của Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả về Thiên Chúa như một người cha. Tôi nhắc lại cho các anh chị đã có dịp học Kinh Thánh với tôi đó, sách Tiên tri Ô-dê là một cuốn sách đầy ngôn ngữ hình ảnh. Tiên tri Ô-dê không chỉ diễn tả về Thiên Chúa như một người cha, mà còn diễn tả Thiên Chúa như, không phải một người mẹ, một người chồng. Để lát nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Để nhắc lại để cho các anh chị khỏi quên. Thế bây giờ ta lấy một đoạn Kinh Thánh nữa của Cựu Ước, Isaiah chương 49 câu 13 cho đến câu 15. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân người đã chọn, và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Si-ông từng nói: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thường tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Cảm ơn các anh chị.
Ở đây thì tiên tri Isaiah lại dùng một hình tượng khác để diễn tả về Thiên Chúa, và khá quen thuộc với chúng ta, bởi vì tôi nhớ là mỗi năm vào mùa chay chúng ta đều đọc cái đoạn văn này. Thiên Chúa được ví như một người mẹ, mà còn hơn người mẹ nữa, bởi vì thời xưa cũng có mà thời nay lại càng nhiều hơn, có những người mẹ rũ bỏ đứa con của mình. Cho dù có những người mẹ như thế chăng nữa thì ta không quên người đâu. Cho nên hai đoạn Kinh Thánh Cựu Ước vừa rồi giúp cho chúng ta thấy là từ thời Cựu Ước, dân của Chúa đã được nghe những lời sách thánh diễn tả về Thiên Chúa như một người cha, như một người mẹ. Thế bây giờ gần gũi với chúng ta hơn thì các anh chị lấy Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 6 là chương nằm ở trong bài giảng trên núi, câu 7 cho đến hết câu 13. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ như thế nào, chúng ta đọc cái đoạn văn này về cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cảm ơn các anh chị. Chúa Giêsu dạy các môn đệ khi cầu nguyện thì gọi Thiên Chúa là Cha, rất rõ. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Ở đây dịch sát lại Cha chúng con là đấng ngự trên trời. Kinh chúng ta thường đọc là lạy Cha chúng con ở trên trời. Người ta có người bảo là sợ rằng đọc như thế đó thì người ta lại nghĩ rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, tức là chúng ta đang ở trên trời. Mà tôi nghĩ nói thế thì chắc là phân tích văn phạm thì có thể hiểu như vậy, cho nên mới phải dịch ra cho nó kỹ: lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời. Dịch cho nó sát văn tây: Notre Père qui est aux cieux, hay là Father who are in heaven. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình có cái độc đáo của mình: lạy Cha chúng con ở trên trời. Thì ai cũng nghĩ là Cha ở trên trời chứ đâu có phải mình ở trên trời. Mà đọc vậy thì nó lại dễ đọc, phải không? Thế Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa với Thiên Chúa là Cha. Và cũng ở trong chương 6 này này, nếu các anh chị lật ngược lại từ câu 1 đó, ta sẽ gặp một đoạn văn mà mỗi năm vào thứ tư lễ cho bao giờ mình cũng được nghe. Từ câu 1 nói về việc bố thí cách kín đáo, rồi đến câu 5 cầu nguyện cách kín đáo, rồi đến câu 16 ăn chay cách kín đáo. Thứ tư lễ cho là khởi đầu mùa chay, bao giờ bài Tin Mừng cũng là Tin Mừng Matthew nói về ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Và nếu ta đọc lại đoạn văn thì ta luôn luôn sẽ gặp cái câu này. Ví dụ cái câu 4, khi Chúa Giêsu dạy chúng ta làm việc lành phúc đức, giúp đỡ cho người nghèo đó, thì Chúa dạy là: còn anh khi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, thấy không, và Cha của anh. Đến phần cầu nguyện nơi kín đáo, anh chị để ý câu thứ 6,
Còn anh khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Thế rồi đến câu 17 về việc ăn chay. Khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Thì tôi cố tình lặp đi lặp lại những cái lời đó của sách thánh đó, để các anh chị thấy khi mà mình tuyên xưng Thiên Chúa là cha, không phải tự mình nghĩ ra, Chúa Giêsu dạy mình đó, Chúa mặc khải cho mình. Thế vậy bây giờ khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là cha thì điều đó có nghĩa gì? Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nhấn mạnh đến hai ý nghĩa căn bản này. Thứ nhất, Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự và là đấng siêu việt mọi sự. Người Việt Nam chúng ta đa phần theo đạo ông bà, và có những lý do lịch sử khiến cho khá đông người Việt nghĩ rằng tôi đang theo đạo ông bà, mà bây giờ tôi theo đạo Công Giáo thì tôi phải bỏ ông bà tổ tiên. Và người ta không chấp nhận được điều đó. Nhưng mà thực sự thì không phải. Người Công Giáo không bỏ cái việc thờ kính ông bà tổ tiên, nhưng mà người Công Giáo ý thức rằng ông bà mình sinh ra mình, thế ông bà từ đâu mà có, lại có tổ tiên sinh ra ông bà ấy gì, thế tổ tiên ở đâu mà có. Chúng ta cứ lần ngược lại như vậy thì sẽ thấy chính Thiên Chúa mới là cội nguồn của mọi sự. 50 năm nữa thôi, hầu hết chúng ta ở đây là lên bàn thờ hết rồi. Thế cho nên không phải người Công Giáo bỏ thờ kính ông bà tổ tiên, vẫn dâng lễ cầu nguyện cho các ngài hàng ngày. Nhưng mà chúng ta ý thức rằng chính Chúa mới là cội nguồn của sự sống, cội nguồn của mọi sự. Mình sống với đạo hiếu với Chúa và đồng thời đạo hiếu với ông bà tổ tiên. Đấy là điều thứ nhất khi ta tuyên xưng Thiên Chúa là cha. Và điều thứ hai đó, tuyên xưng Thiên Chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng Thiên Chúa là đấng nhân hậu, yêu thương, chăm sóc con cái mình. Như là tiên tri Ô-dê diễn tả đó, đút cho nó ăn, áp má, nựng nịu. Một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhân hậu, một Thiên Chúa chăm sóc con cái của mình, còn hơn người mẹ chăm sóc con. Nội dung chính khi ta tuyên xưng về Thiên Chúa là cha là như vậy. Thế thì ở đây nó cũng có một vài khó khăn mà các anh chị và tôi nên ý thức. Chẳng hạn như trong những thập niên sau này, có một phong trào thần học nhấn mạnh về nữ quyền, bởi vì người ta cho rằng đàn ông thống trị nhiều quá, cho nên bây giờ phải đòi quyền bình đẳng của phụ nữ. Thì điều đó là rất tốt thôi. Nhưng mà cũng từ phong trào nữ quyền này lại còn có chủ trương bây giờ không được gọi Thiên Chúa là cha nữa, mà phải gọi Thiên Chúa là mẹ. Lạy mẹ chúng con ở trên trời. Thì có lẽ là người ta có lý của người ta. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây này, khi chúng ta chỉ dừng ở đó thôi thì hóa ra chúng ta cứ nghĩ đến từ cha ở trong sách thánh là một từ mang chất phái tính, phân biệt phái tính. Như vậy Chúa là đàn ông. Thực sự
có phải vậy không? Không phải. Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thiên Chúa vượt lên trên. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ mình là con người, mình sống trong thế giới hữu hạn của loài người. Và khi nói về Thiên Chúa là đấng vô hình, thì mình phải mượn lấy cái kinh nghiệm của nhân loại, của con người để diễn đạt về đấng vô hình, về Thiên Chúa. Và chúng ta đã mượn những hình ảnh cũng như từ ngữ là cha để diễn tả về Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu dùng cái từ ngữ là cha để dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Chứ còn thực sự Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thánh thử đừng để cho mình bị dừng lại ở chỗ đó mà phải biết vượt lên trên. Và khi tuyên xưng Thiên Chúa là cha, có nghĩa là tuyên xưng tình yêu của Chúa. Tình yêu mà tiên tri Ô-rê diễn tả là một tình yêu trung tín. Những anh chị nào đã học Kinh Thánh nhớ lại coi, Ô-rê đã rao giảng về Thiên Chúa bằng chính cuộc đời của mình. Đi cưới một cô gái điếm, thì cô gái điếm sinh cho ông ấy được mấy đứa con, rồi lại bỏ ông ấy để đi đường cũ. Vậy mà Chúa lại bảo ông ấy là đi chuộc nó về, đem tiền, đem gạo, chuộc nó về và yêu thương nó bằng tình yêu thuở ban đầu. Ô-rê rao giảng về Thiên Chúa bằng chính cuộc đời đầy sóng gió của mình để muốn công bố cho mọi người cái tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu trung tín và trung thủy, một tình yêu vượt qua cả phản bội. Nên tuyên xưng Thiên Chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng tình yêu trung tín, trung thủy của Thiên Chúa. Và trong sách Giê-rê-mi-a cùng với Y-sa-i-a thì chúng ta không có giả, chứ nếu đọc tiếp á, thì các anh chị sẽ thấy nói đến tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa. Và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Ta đang sống trong mùa Giáng sinh, hơn nữa là còn trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Tình yêu của Chúa thể hiện trọn vẹn là nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến ban con một mình, để những ai tin vào người thì được sống muôn đời. Cho nên hài nhi Giêsu trong máng cỏ chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh nằm ở chỗ đấy. Có điều bây giờ đó thì nó bị tục hóa rồi. Cho nên là mùa Giáng sinh thì người ta mua đủ thứ quà, đi shopping tấp nập để tặng cho nhau cái này cái kia. Nhưng mà cái món quà mà Chúa tặng thì quên, vứt đi đâu. Lo những cái quà khác thôi. Bị tục hóa rồi. Cho nên phần thứ nhất của giờ giáo lý hôm nay, ta tìm hiểu một chút về Thiên Chúa là cha. Thế bây giờ mời các anh chị sang phần thứ hai, Thiên Chúa là cha toàn năng. Để hiểu toàn năng ở đây có ý nói gì, thì trước hết tôi cũng mời các anh chị đọc sách thánh. Bây giờ chúng ta lấy sách Sáng Thế này này, sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh, mà ta lấy luôn cái chương đầu tiên và câu đầu tiên luôn, xem là sách thánh viết gì. Sách Sáng Thế chương 1 câu 1 đến câu 2. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Cảm ơn các anh chị. Để ý câu thứ hai, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Có bản dịch đó, người ta dịch là hỗn mang. Chưa có hình dạng mà bóng tối bao trùm vực thẳm.
Đây là nền tảng Kinh Thánh để sau này thần học nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô, ex nihilo. Chắc là đến cái bài giáo lý tới tôi sẽ nói rõ hơn về điều này. Đây là tôi giới thiệu thôi một số bản văn sách thánh để thấy tại sao Thiên Chúa toàn năng, bởi vì người tạo dựng tất cả mọi sự và tạo dựng từ hư vô, không phải là từ một chất liệu nào có sẵn mà là hoàn toàn từ hư vô, từ sáng tạo mà ngày hôm nay chúng ta dùng để áp dụng cho loài người, nó mang một nghĩa giới hạn. Bởi vì chúng ta luôn luôn làm một cái gì mới từ cái cũ, cái đã có, chứ không phải là từ hư vô. Thế bây giờ ngoài sách Sáng Thế ra, một đoạn nữa ở trong Cựu Ước là sách Thánh Vịnh. Thánh Vịnh 115. Thánh Vịnh 115 ca tụng Đức Chúa là Đấng duy nhất và nhân hậu, mà chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 8 thôi. Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng. Nhân xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. Sao chư dân lại nói, Thiên Chúa chúng ta ở đâu? Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người chế tạo thành. Có mắt, có miệng, không nhìn, không nói. Có mũi, có tai, không ngửi, không nghe. Có hai tay, không sờ, không mó. Có hai chân, không bước, không đi. Từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Cảm ơn các anh chị. Ở đây tác giả Thánh Vịnh nhắc đến những tượng thần ngoại giáo. Chúng có là gì đâu, chúng chỉ do tay người thế làm ra thôi, cho dù bằng những chất liệu quý giá là vàng là bạc. Có mắt, có miệng nhưng mà không nhìn, không nói. Có mũi, có tay mà không ngửi, không nghe. Còn Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa đích thực thì sao? Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Đấng toàn năng, muốn làm gì là Chúa làm nên. Ngoài ra gần gũi với chúng ta hơn ở trong Tân Ước, Tin Mừng theo Thánh Luca. Tôi nhắc cho các anh chị nhớ thôi. Khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ, hỏi Đức Mẹ mới lấy làm ngỡ ngàng, và Đức Mẹ hỏi làm sao mà việc đó xảy ra được, vì tôi không biết đến người nam, không biết đến việc vợ chồng. Thì sứ thần trả lời làm sao? Thánh thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Rồi sau đó đó, sứ thần cho một dấu hiệu về ai? Bà Elizabeth đã có thai được 6 tháng, dù mang tiếng là son sẻ, vì không có gì mà Chúa không làm được. Không có gì mà Chúa không làm được. Toàn năng. Rồi tiếp đó, nếu mà chúng ta đọc cái kinh Magnificat, kinh ngợi khen, linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, thì ở trong đó các anh chị nhớ có một câu mà Đức Mẹ nói là Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Đấng toàn năng. Thế một vài đoạn sách thánh để chúng ta
thấy là trong sách thánh nó nói đến sự toàn năng của Thiên Chúa. Thế bây giờ, về mặt giáo lý dựa trên lời mạc khải của Chúa đó, Hội Thánh hiểu toàn năng là làm sao? Hội Thánh tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng bởi vì Chúa tạo dựng mọi sự và Chúa sắp đặt công trình theo thánh ý của Chúa. Mà bởi vì Chúa là đấng tạo dựng mọi sự và sắp đặt theo thánh ý của Ngài, cho nên chính Chúa mới là chủ của vũ trụ này, của thế giới này và của lịch sử. Mình hiểu được tại sao mà thỉnh thoảng mình nghe giảng, nghe đến cái câu là Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Và Thiên Chúa điều khiển các biến cố theo thánh ý của Ngài. Nhiều khi chúng ta không hiểu được, cho nên mới có một nhà văn Công giáo diễn tả là Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Nhiều khi mình không hiểu được. Mà có thực sự chúng ta dám tin rằng Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa là Chúa của lịch sử không? Không dễ chút nào. Nó có một vài khó khăn cho niềm tin. Thứ nhất là khi nói đến toàn năng thì theo kinh nghiệm của con người, người ta dễ nghĩ rằng toàn năng nó sẽ gắn liền với sự độc tài, độc đoán và độc ác. Bởi vì nhân loại có kinh nghiệm rằng khi một ai đó mà nắm quyền lực quá lớn thì người đó rất dễ trở thành độc tài. Rồi từ cái sự độc tài nó gắn với độc ác. Nhớ lại Hitler coi, nhớ lại Stalin coi, nhớ lại Mao Trạch Đông coi. Có đúng như vậy không? Nhớ lại những vua chúa trong thời xa xưa coi. Nhân loại có kinh nghiệm đó. Và vì thế càng trong cái thế giới hiện đại, người ta mới càng tìm cách để làm sao quyền lực không chỉ dồn vào có một người. Cho nên thường trong một đất nước, người ta phải phân biệt ra lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ông là tổng thống đi nữa, ông phải thi hành pháp luật. Và nếu ông thi hành không đúng thì tư pháp tỏa xử ông. Nhờ vậy mới tránh được cái sự độc tài. Chứ nếu không nắm trọn quyền lực trong tay, dễ sinh ra độc tài, độc đoán và độc ác. Và đấy cũng là lý do mà người ta, nhiều nước trên thế giới, người ta không có độc đảng, nó đa đảng, là để thoát ra cái sự độc tài đó. Thế vì kinh nghiệm đau thương của con người như thế, cho nên khi nói Thiên Chúa là đấng toàn năng, người ta dễ nghĩ toàn năng nó sẽ gắn với độc tài, độc đoán. Thế nhưng các anh chị nhớ trong Kinh Thiên Kính, mình không chỉ tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng, mà chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cho nên sự toàn năng ấy nó gắn với tình phụ tử. Sự toàn năng ấy gắn với tình yêu thương. Chứ không phải là sự độc đoán, độc tài. Đấy là một khó khăn. Một khó khăn thứ hai rất là cụ thể. Đó là kinh nghiệm về đau khổ, về sự dữ trong cuộc đời. Cái kinh nghiệm về sự dữ này, nó khiến cho chúng ta nghi ngờ về Thiên Chúa. Một, tôi tin Chúa là Cha yêu thương, nhưng Chúa không phải là đấng toàn năng. Cho nên Chúa yêu tôi thật, nhưng mà Chúa chả làm được cái gì. Hai, là tôi tin Chúa là đấng toàn năng, nhưng mà dứt khoát Chúa không phải là Cha yêu thương. Bởi vì nếu mà Chúa toàn năng mà Chúa yêu thương tôi thật thì sao mà tôi xin hoài không được.
tôi cứ khổ hoài mà Chúa không giải thoát. Cái vấn nạn lớn lắm. Có bao giờ các anh chị ở trong tâm trạng đó? Nếu các anh chị nói là chưa bao giờ thì tôi mới lấy làm lạ. Chứ còn các anh chị bảo nhiều thì tôi hiểu. Đó là vấn nạn của chính chúng ta. Ta không chỉ đối diện với một vấn đề mà là đối diện với một mầu nhiệm không giải thích được hoàn toàn theo lý trí tự nhiên. Tôi thú thật là mỗi khi mà làm lễ cho anh chị em khuyết tật, ví dụ lễ Giáng sinh vừa rồi, năm nào tôi cũng ra làm lễ cho các anh chị, các cháu thiếu nhi khuyết tật thính giác, thị giác, rồi thì tàn tật. Tôi rất là sợ, sợ là không biết mình phải nói cái gì. Sợ là mình không khéo thì mình trở thành một người hoàn toàn đứng ở ngoài. Có một vị hồng y nổi tiếng vào cuối đời bị ung thư đau đớn, và trong lúc hấp hối này gọi các linh mục trong địa phận đến, và ngài nói với các linh mục rằng khi tôi còn trẻ và còn khỏe như các cha, tôi cũng soạn những bài giảng rất hay sâu sắc về đau khổ. Nhưng bây giờ tôi nói thật với các cha là chúng ta không hiểu gì hết về đau khổ. Cái nguy cơ là chúng ta trở thành kẻ đứng hoàn toàn ở bên ngoài để diễn thuyết về đau khổ. Đang ở đó mình cũng có kinh nghiệm, không hiểu được những người đang sống trong đau khổ. Đấy là lý do mà tôi rất là ngại. Chỉ mong là được hiện diện với những anh chị em đó thôi, để chia sẻ với nhau niềm vui Giáng sinh. Rồi tôi nhớ đến một câu chuyện khác, kể rằng có một anh thanh niên, trên đường đi anh ấy gặp nhiều trẻ em, nhiều thiếu nhi, nó nghèo khổ, nó túng thiếu. Và anh mới tức quá, anh ngửa mặt lên trời, anh mới thách thức Chúa. Bảo trời ơi, Chúa là đấng toàn năng mà sao để cho tôi nó khổ vậy?